Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Mình thi. Trọn trái tim này em là cô gái anh mong từng đêm đấy em. Nước mắt rơi hay là do em đang nhớ anh rồi, chạy đến ngay thôi em ở đâu, 30 giây tới liền anh đây, chẳng lẽ đã quá xa, không mau về nhanh là toa với em. Chẳng biết hôm nay anh thế nào. Yêu rồi, thương rồi, đã chót đã thề biết làm sao giờ với em mà. Đành một mình đến khi em cười riêng mình em, loay hoay riêng mình em thôi em. Hay là mình chung nhà, mãi bên nhau đến khi rồi sau này mình sẽ. Kiều, trời ơi, tình cảm quá. Được quá bạn ơi. Lại ăn cơm rồi.
Trời chiên. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho Minty và Honey. Một món quà quá ngọt ngào, tụi em có muốn giới thiệu chút xíu về bài hát này không? Đây là bài hát mà song ca của em và Honey mới phát hành một thời gian trước đây. Nhưng mà bây giờ hôm nay mới có cơ hội thể hiện ở trên chương trình để hôm nay đến phát cơm chó cho anh em ăn chút xíu mà chị. Vừa khớp, tụi mình đang đói bụng, có cơm ăn thế này thì quá tuyệt vời rồi. Cơm này ăn không mập đâu chị. Sao? Vậy hả? Vậy em cũng lo trộm vía đi. Lần trước cũng trộm vía, Vũ Thịnh nó với Fanny á, mà đã có cặp đôi nắm tay nhau ra về đó, Hùng với Chi đó. Đúng rồi. Có muốn trộm vía không nào? Anh em lên làm miếng vía chứ hả? Trộm vía. Đừng. Riêng Soho là ngồi im ở đấy. Hả? Soho là phải ngồi im ở đấy rồi chờ người đến rước về đi. Otis, cho Otis đi. Otis thì luôn luôn là trong lòng em rồi. Dạ. Để em thân thiết của em. Cái gì? Ủa? Thế còn em xin đi vía được không? Em xin đi vía. À đây nữa, đây rồi nhớ rồi. Rồi vía. Xin cho mọi người. Tình hình hẹn hò của hai bạn dạo này như thế nào rồi, nói cho mọi người vui lây thế nào. Cái gì ạ? Là sao, là sắp cưới đó hả? Cỡ mất cỡ. Dạo này tụi em kiểu hơi mất tích, dành thời gian riêng cho nhau một chút. Cho nên là cũng kiểu không có cập nhật gì nhiều. Không cập nhật gì nhiều nhưng mà vẫn mặn nồng nha mọi người, không sao hết. Dạ. Mặn nồng nha mọi người. Không cập nhật nhiều vì dành thời gian cho nhau. Dạ. Và trong khoảng thời gian đó tụi em nhận ra điều gì đặc biệt từ đối phương không? Thí dụ từ cái ngày đầu tiên cũng đứng sân khấu này, hai người bị mọi người gán ghép đôi, đẩy thuyền nè. Tới giây phút này tụi em chủ động, lúc nào cũng sắp xếp thời gian, dù bận cũng ở bên cạnh nhau làm dự án chung. Rồi đến thăm mọi người luôn luôn là có quà, có trái cây, có khoai lang. Hai người đã bắt đầu nhận ra điều gì đặc biệt chưa? Điều đặc biệt của em thì em nhận ra Honey là một cô gái càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng biết quan tâm và luôn luôn cũng có đôi ba tật xấu nhưng rất là đáng yêu cho mọi người. Đôi ba là xấu, tật xấu hả? Đôi nhân ba. Thật ra là ít lắm nhưng mà kiểu em đều thấy trong mắt em là đều đáng yêu hết ạ. Còn Honey thì sao? Suốt ngày nói xấu em thôi mọi người. Thật ra thì em với anh Tú gặp nhau là một cái duyên do chương trình mang đến. Em đến đây thì em mới gặp anh Tú cho nên là sau một năm quay lại đây thì em cảm thấy rất là khác á. Tại vì một năm trước em đứng đây thì vị trí của em khác. Bây giờ kiểu đứng đây cùng với anh Tú thì cảm thấy vui hơn. Và cũng mong rằng mọi người sẽ mau ra về và một năm sau lại quay trở đây, lại đây hát với giống như em với anh Tú. Kiểu em nhìn như kiểu những cái gương mặt thân quen như kia này. Hình như mọi người ngồi cũng hơi lâu lâu. Mấy bạn mới không sao, đây là cái em nhìn cái áo màu xanh kia. Dạ rồi. Là cái mùa lúc mà em đứng đây là anh Phú Thịnh ngồi kia phải không? Đúng anh? Rồi, là kiểu, kiểu cái rễ nó dài xuống tận 10 mét rồi. Đâu, ai nhờ? Nó cắm xuống đây rồi anh không thấy được đâu. Nên là mong mọi người hãy tìm được bến đỗ cho mình, cũng kiểu như tụi em nè. Nhất là các chàng trong The Night Label đúng không? Cố lên. Dạ. Cố lên. Mọi người hãy để ý chăm sóc hai bé em của em nha. Okay. Cảm ơn người anh và cũng là người quản lý rất là dễ thương, Minty và Honey. Dạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều về món quà dễ thương hết chừng. Hai bạn về cẩn thận nha. Cảm ơn vì đã mua quà cho ekip nha. Wow. Và đó là món quà đầu tiên để chúng ta cùng nhau đến với chương trình tuần này, Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Thưa quý vị, điều thích thú nhất khi là người dẫn chương trình của chương trình này đó là Hà Trinh luôn được gặp gỡ những cô gái với một trái tim thật là nồng nhiệt, với một sự e thẹn và điều đặc biệt là một mối tình thật thuần khiết, những sự chân thành được trao đi. Có đôi lúc thì chúng ta nhận lại được thật nhiều những sự đáp trả bằng tình yêu thương, bằng sự xúc động, bằng những giọt nước mắt và nụ cười. Có đôi khi chúng ta ra về với bàn tay trắng, nhưng không sao cả, điều quan trọng là kỷ niệm vẫn luôn luôn ở đó trong trái tim của mỗi người và họ đều hạnh phúc khi nhớ về. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của WowTree. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người sử dụng có thể tạo một buổi hẹn hò và gặp gỡ nhau trực tiếp ngoài đời thật, với châm ngôn 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Và ngày hôm nay cũng trong khung giờ quen thuộc 19:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Official
hẹn hò hoàn mỹ. Chúng tôi mong là sẽ có một cặp đôi trộn vía giống như là Honey và Minty sẽ ra về cùng nhau. Không biết cặp đôi đó có phải là Soho hay là Otis hay không? Tại hồi nãy xin vía quá trời. Otis nghĩ sao? Em ngồi đây cũng lâu rồi. Em cũng hy vọng rằng là mình sẽ tìm được một nửa kia để cùng nhau với bạn ấy đi về. Cái thời gian vừa qua chị nghe nói là em bị bệnh nè, và những cơn sốt đó, rồi những lúc mà mình lẻ loi, rồi em có nghĩ rằng giá như có một người bạn ở bên cạnh thì tốt hơn không? Cái khoảng thời gian em bệnh thì cũng xui là em vừa bị thủy đậu, xong rồi cái vừa thủy đậu vừa hết, xong cái đầu em bị Covid luôn. Dạ. Xong rồi là kiểu lúc đó nó nó quằn lắm á em. Nó quằn lắm. Dạ. Mọi thứ nó quằn lắm. Cái cảm giác mà chị bị nổi hết đầy mặt á, đổi nguyên người á. Mà em nhớ là thường thường là hồi xưa ở dưới quê là kiểu gia đình sẽ chăm sóc con người chấm cho mình hết người. À. Cái đây mình tự chấm, xong rồi bắt đầu thì mình chuyển giao sang cái bệnh khác. Cái là, kiểu cảm là bị Covid đó hả? Covid đó. Xong rồi là... em né, em cứ nói thẳng đi, không có sao hết. Dạ. Đó. Thì kiểu lúc đó mình cũng suy nghĩ rằng là nếu như mà mình có một cái người bạn ở bên cạnh thì chắc cũng sẽ đỡ tủi thân hơn. Đã vậy em phải tự cách ly mình chứ, em nói về là ích kỷ quá trời quá đất. Ủa, tự cách ly cho anh. Bạn tốt đến mấy thì cũng phải cách ly thôi. Không, mấy cái vụ đó là gỗ anh Phú Thịnh á. Phú Thịnh chịu. Chỉ cần em cần, anh luôn luôn kế bên. Dạ. Không. Chỉ cần em cần, anh luôn không. Luôn kế bên. Dạ. F0 mà gặp F0 là... Nhưng mà cái lúc em bị thủy đậu á thì em một mình thôi. Nhưng mà lúc mà em bị Covid á thì em ở với lại gia đình em, cho nên là cũng... Là bớt quăng. Bớt quăng. Dạ. Ok, thấy không? Đôi khi là những lúc mình khốn khó nhất, xấu xí nhất và mộc mạc nhất á, thì chúng ta lại càng khao khát là có ai đó chấp nhận bản thân mình 100% mình vốn có, đúng không? Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một câu chuyện rất đặc biệt. Và cô gái thì ôi chao, xinh đẹp lộng lẫy như là một nàng thiên nga. Wow. Chắc là các bạn đang rất là mong chờ và đoán xem cô ấy đến đây vì ai. Vậy thì hãy cùng nhau nhìn về phía trước và xem những video clip này sẽ bật mí điều gì nhé. Xin mời mọi người. Chào mọi người, mình là Song Như, một cô gái song tử vô cùng nhạy bén. Nói ngắn gọn, mình là cô gái bên ngoài mỏng manh nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, yêu màu hồng và rất lạc quan. Có trẻ con một chút, khá thực tế và yêu ghét rõ ràng. Khi yêu, mình luôn dành hết sự chân thành cho người ấy, nên lúc nào cũng muốn người ấy dành cho mình sự ưu tiên đặc biệt nhất. Trong tình yêu thì mình cực kỳ lãng mạn. Đằng ấy ơi, nếu như chúng ta thành đôi, ngay trong buổi hẹn đầu tiên mà đằng ấy tạo cho mình điều gì đó thật bất ngờ, thì mình sẽ vui lắm đó. Nếu như đằng ấy cưng chiều mình như một công chúa, thì mình sẽ biến đằng ấy thành một hoàng tử. Đằng ấy còn ngồi đó làm gì nữa? Lên máy bay, mình về thôi. Và đó là nàng công chúa của tuần này. Không biết là sau khi xem video clip thì mọi người nhận xét như thế nào về phong cách cá tính cũng như là gương mặt của bạn ấy? Xinh, rất xinh. Wow. Dạ, người quen của em quen à? What? Người quen của Thịnh. Ủa dồi ôi, lại quen. Vậy là số này em chỉ biết tại sao mặc đồ nổi vậy rồi. Dạ không đâu, người quen này là một người quen cũng khá là thân thiết. Cho nên là em nghĩ là chắc là một người khác. Ôi sao em bấn loạn mà chuyển ngôn ngữ luôn vậy? Từ miền Nam sang miền Bắc luôn vợ. Tự nhiên sang ngoài Bắc luôn rồi. Dạ em xin lỗi ạ. Dạ là đang một người quen của em. Cũng khá là thân thiết, có một mối quan hệ cũng ok, cho nên là em nghĩ là chắc tới mối đây. Mối quan hệ ok là như thế nào? Em nói trước cho mọi người ở đây còn né chứ. Trên tình bạn đúng không? Dạ là có nghĩa là em biết bạn này là cách đây mấy năm về trước rồi. Dạ mấy năm về trước rồi, lâu rồi. Và cũng có nói chuyện cũng này kia. What? Này kia? Này kia là sao? Là như nào vậy? Anh nói rõ như nào? Dạ ý là cũng mỗi lần nói... một cái câu nói là sẽ chêm mồi vô cái gì đó. Chêm mồi cái gì ý đó. Ý là có nói chuyện cũng quen biết nhau. Nhưng mà xoay cái tay làm gì? Để giải thích. Ý là cái cách nói chuyện như vậy. Bối rối là một cái biểu hiện đang che đậy rất là nhiều không thứ. Không có mọi người sao ấy? Không, em bình thường. Hello. Thôi. Ok, hôm nay chị thấy em lạ lắm nha. Đúng rồi. Em cứ rối rối thì sao á? Đó. Bình thường là anh rõ ràng lắm. Thì không có gì cả. Mời mọi người ha. Hậu có biết em ổn không? Em không biết sao mà hậu có biết em cứ bị lắc lắc.
Nó nghĩa là lắc là cái gì anh? Lắc có nghĩa là lâu lâu băng tần wifi nó không ổn định á. Không, giờ cái đó đúng thì lắc lắc. Lắc lắc là bị tẻn tẻn á hả? Là nó xoay xoay trên đầu ấy gì? À, dạ, cái vòng tròn là như vậy. À. Em thấy sau không biết xong là bị mình cứ bị chậm chậm gì đó. Đúng rồi, em cứ chậm chậm cho nên em xin lỗi mọi người. Nếu như em lỡ nói gì không đúng thì mọi người bỏ qua cho em à. No! Ngay cả bộ đồ của anh ấy. Thôi đi, biết đâu trúng tí xét ái tình cái tự nhiên đổ thừa cho Covid. Nếu vậy thì em đi về. Ha, Đức ứng. Dạ. Em nhận xét như thế nào về những chia sẻ rất ngọt ngào của bạn nữ xuất hiện trong tuần này? Em nghe bạn chia sẻ thì cảm thấy rất là ấm áp ạ. Dạ, và kiểu bạn ấy cười rất là xinh. Cười rất là xinh. Và những cô gái cười thật là tươi, lúc nào cũng giống như mặt trời tỏa nắng vậy ha. Dạ, bên cạnh thì mình cảm thấy thoải mái lắm. Và cô ấy cũng đã chuẩn bị một nụ cười rất tươi ở phía sau hình LED chờ đón chúng ta. Xin chào đón nữ chính của tuần này trong Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Thôi tiếp, đừng tiếp, đừng. Như công chúa. Xinh đẹp quá. Ôi công chúa, công chúa đi đâu đây? Dạ. Ôi như công chúa vậy. Ồ, công chúa ơi, công chúa có muốn xoay một vòng nhẹ không để mọi người thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc váy này. Dạ. Wow. Rồi. Đây để chị chỉnh lại váy cho xinh đẹp hơn nữa. Em giống như là một con thiên nga lộng lẫy vậy đó. Dạ. À, một chú chim công mới đúng. Đang xòe đuôi ra rất dễ thương. Xin chào, em có thể giới thiệu đến mọi người ở đây để cho mọi người làm quen với em được không? À, dạ, em chào chị Trinh. Chào chính chàng trai đang có mặt ở đây. Em là Song Dương. Nghề nghiệp chính của em là diễn viên. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em sinh năm 1994 thì một cái tuổi cũng không còn nhỏ nữa để lựa chọn cho mình một tình yêu. Nhưng mà em nghĩ mình sẽ là một hình mẫu lý tưởng cho những bạn nam nào đang muốn làm thi công để lái máy bay và già. Không có già chị ơi. Khoan. Sao Soho? Lúc đầu em, trong đầu em đang nghĩ bạn 2K. Đúng, anh có suy nghĩ giống em. 2K là bây giờ 22 tuổi á hả? Dạ. Là bằng tuổi của Đức ứng phải không? Không, em 98 mà. Không, Đức ứng già hơn nha, nếu so với Đức ứng là Đức ứng sao nhỉ? Thế là Hải Đăng Du là 22 tuổi. Em 2K vâng. Nhưng mà nhìn trẻ quá. Sẽ phù hợp với độ tuổi của em đúng không? Chỉ tầm 99-2000 thôi. Ờ, mọi người sao nhỉ? 94 là bao nhiêu tuổi? 28 tuổi. 28 tuổi, trông em nhìn như 18 tuổi vậy đó. Thật sự luôn. Quá trẻ luôn. Sao có thể 28 tuổi được nhỉ? Ủa Hải Đăng? Đó. Mắt gì em đứng ngoài vậy? Ừ. Em ngơ ngẩn luôn. Ngơ ngẩn luôn. Tại chị ấy xinh quá đúng không? Em quên mất là em đang đứng. Để chị ngồi chị tính cho. 28 trừ 22 còn 6. Đâu có bằng nhiêu. Không vấn đề chị ạ. Tuổi tác không là vấn đề. Không vấn đề. Đúng rồi. Nhưng mà trước giờ em có thích ai lớn tuổi hơn em một chút xíu không? Em từng yêu người lớn tuổi hơn em rồi. À, lát nữa mình kể chuyện sau chuyện đó. Thôi. Nhưng mà có cơ hội rồi. Sao? Tại sao em lại nghĩ rằng là việc mình lớn tuổi hơn một chút á là một cái vấn đề? Chị thấy đó là một cái ưu điểm mạnh đó chứ. Đúng. Dạ thì em thấy bây giờ cái vấn đề lái máy bay cũng đang trend mà đúng không? Đúng rồi. Ôi dạ, trend cách đây mấy năm nữa. Ủa, tiếp, hồi nãy chị thấy em rõ ràng á. Người ta nói là sinh năm 94, cái em đứng em bổ tay vô được mùa là sao vậy? Không, tại vì bạn rất là xinh. À, thế hả? Như thấy bạn quen lắm. Lại quen nữa hả anh? Không, quen nữa hả? Anh xin cũng quen hết trơn á, ông kỳ quá. Không, quen thiệt. Như là hồi đợt là em có đi casting phim xong rồi em gặp bạn. Đúng rồi, chính xác. Dương với lại Otis có casting chung với nhau. Đúng rồi, có diễn chung với nhau. Dương ơi,
trong chín người này thì Dương đã từng gặp ai và làm việc với ai nhỉ? Làm việc nghĩa là đồng nghiệp đã từng làm việc qua cộng tác dự án hoặc là mém cộng tác á. Là đồng nghiệp, tại vì ở đây cũng khá là nhiều rồi. Dạ, ở trong đây thì em đã từng làm việc với lại Hoàng Quang nè. Wow. Và em đã từng có làm việc với Otis nè. Và em cũng có gặp Phú Thịnh rồi. Sắp tới đây thì Sosoho là một cái tên khá là đẹp. Dương biết như thế nào nếu mình hợp tác chung nha. Dương sẽ rất là vinh hạnh. Đóng phim hả anh hay sao? Đó, đóng phim chứ. Nhưng mà sao tới khúc của anh Thịnh nó có một cái gì đó nó chậm chậm đúng không? Mọi người có để ý không? Và em cũng có gặp Phú Thịnh rồi. Sao chị lo cái số này rơi vào Phú Thịnh quá à? Trời ơi, mọi người ơi, thật ra em với Dương là biết nhau lâu lắm rồi. Thế hả? Thì đúng rồi, mình biết nhau lâu rồi. Gặp đến lúc anh? Thì lâu lắm rồi, thì cho nên là lâu rồi không gặp. Thì cho nên là kiểu như bây giờ, kiểu chắc em với Dương cũng thay đổi nhiều cho nên nhìn nhau. Dương ơi, hồi nãy Phú Thịnh nói là các bạn biết nhau lâu và cũng có này kia. Này kia? Này kia ở đây là gì anh Thịnh? Này kia, cái này kia, cái tay xinh xay. Em giải thích luôn là này kia là do tại vì Phú Thịnh hay tung hỏa mù để người ta hiểu lầm ấy, trong khi này kia chỉ là đi ăn thôi. Không phải, ý là cũng này kia. Này kia là cũng quen. Thôi em đừng nói nữa, em đừng nói mà không tin em đâu. Nè, Dương xác thật đi nè. Ý là bạn bè quen biết nhau thôi chị. Dạ đúng rồi, em gặp Thịnh qua một người bạn của em là có đi cúng tổ chung với nhau ở bên đại học sân khấu nè. Thì đi cúng tổ, nó đi cúng tổ, có gì nói này kia là cái gì? Này kia mắc cỡ nữa. Này kia là người ta hiểu lầm. Thì ý là em bị lắc, và em đã nói em bị lắc và mọi người. Hậu Covid chị ạ. Thôi em cố tình tung hỏa mù. Vậy như vậy thì cái số này mới là hấp dẫn. Dạ. Đúng rồi. Lát tự nhiên lên tỏ tình em kêu là anh rất là này kia với em là anh mệnh đi cúng tổ hả? Không tới em đâu. Thôi, nhưng mà Dương đến đây là mọi người rất là xôn xao, trái tim rất là nôn nao. Nên chắc chắn là mọi người cũng đang mong muốn biết là mẫu bạn trai của Dương hoặc mẫu em trai của Dương mà Dương sẽ thích em trai là như nào? Thì hiện tại Dương đến đây thì Dương cũng đang nhắm đến những bạn nhỏ tuổi hơn mình. Oh. Wow. Và thấy chưa, em nói rồi. Thì Dương không biết là ở trong đây có bao nhiêu bạn nhỏ tuổi hơn Dương hả? Hình như là toàn bộ hay sao ấy. Tất cả luôn. Hầu như. Toàn bộ hay sao? Ở đây là ai cũng có bằng lại hết. Ủa, anh bằng mà. Thế nhưng loại là anh Quang hả? Anh Quang bằng tuổi mà đúng không? Loại Quang thôi. 94 trở xuống á. Không, 94 không tính nha. 95. 95 đổ số 2000. Vừa nêm. 95 tới 2000. Vừa tròn. Vừa đủ gã luôn. Tại sao anh Phú Thịnh giơ tay? Ủa sao? Tất cả rồi. Hết luôn hả chị? Hết luôn, đừng Soho ra. Đâu có, em Ủa em nhiêu? Em 97 mà. 97 mà. Thiệt không? Thiệt. Tại vì mặt em hơi già nên... mặt háp quá bạn ơi. Rồi, vậy là đủ tiêu chuẩn hết đó, Dương ơi. Vậy thì là thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Thứ ứng chị biết em cũng tuyển rồi. Rồi, cái thứ hai là gì? Điều kiện, ví dụ như là tóc có màu không? Hay là gia cảnh, hay là tài năng? Có màu nhưng mà màu đen. Hay là số followers gì đó không? Cụ thể lên. Dạ không. Nói chung là gu bạn trai của em phải là một người tâm lý và tinh tế, nó nằm ở bên trong con người rồi, nó không thể hiện ra bên ngoài được. Cái đó bởi vậy mới khó tìm lắm á, là không có kiểm chứng được. Đây, em cứ tưởng là màu tóc không phải là màu trắng. Bầu trời tâm lý. Bây giờ thí dụ nha, một bài toán thử thách, em thông báo là em bị F0. Thì em kỳ vọng người bạn trai đó tinh tế như thế nào? Xin mời Minh Hưng phản ứng. Anh ơi, em F0. Lần nào cũng là em đầu tiên. Nhưng mà nếu mà em nghe được bạn nữ của em gọi cho em và thông báo bạn được F0, bạn đi bị F0 ngoài đường. Bạn bị F0 thì em sẽ hỏi là hiện tại tình trạng bạn đang cảm thấy như thế nào, trong người đang như nào.
Còn nếu mà bạn ý đang gặp vấn đề gì đấy thì em sẽ đi mua đồ xong này, mua thuốc cho bạn ý và cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm cho bạn ý. Nhưng em khỏe mạnh nha, em khỏe mạnh nha. Dạ, em khỏe mạnh. Ví dụ như Đức Ứng nè, Đức Ứng tin nhắn, tính ten. Em là sẽ kiểu, alo, mẹ huy động tất cả các hiệu thuốc lại ở khu vực nhà bạn ấy, xong rồi tập hợp lại, mua hết thuốc cho con. Nhờ mẹ mua hả? Cậu này nhờ mẹ mua. Thực tế đi, mua thuốc gì về bán hay gì? Em mua thuốc nào tốt nhất thế giới. Tốt nhất thế giới hả? Yeah. Để dùng một phát khỏi luôn. Thôi, thực tế đi. Khéo quá. Xong rồi, em sẽ đặt đồ ăn nè, em đặt đồ uống nè. Alo, em có đói gì không? Em có muốn chị uống gì không? Chị, anh sẽ mua qua cho. Anh mua hả? Chị. Em mua qua luôn ạ, em không sợ Covid. Trả cái đĩa bay cho nó đi anh Phụng Thịnh ơi. Cho nó về đi, cho nó về đi. Sau đó em thành F1, em đi lung tung đúng không? À không, em thành F1 thì em sẽ tự cách ly ở nhà xong rồi qua F0. Dạ. Đến khi nào em F0 thì em tự cách ly ở nhà. Nguy hiểm chưa, một câu hỏi gài thôi mà phải cân giữa cái tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với bạn gái. Dương thì kỳ vọng người đó như thế nào? Nói chung là nếu như mà em bị F0 thì em kỳ vọng là bạn vẫn sẽ quan tâm đến em, vẫn sẽ mua thuốc cho em giống như là Minh Hưng, và vẫn sẽ sốt sắng đúng không? Vẫn sẽ sốt sắng lên giống như là Đức Ứng nè, rồi vẫn nói chung là phải ở bên cạnh em, không ở bên cạnh trực tiếp được thì vẫn có thể video call với nhau hàng ngày để cho em vui hơn. Tại vì thường mà những người bị Covid á, tâm trạng họ sẽ rất là dễ bị trầm cảm. Đúng. Nhiều khi hậu Covid á, họ có thể dẫn đến tình trạng như Phú Thịnh nữa. Thịnh bị sai rồi chị. Lát nữa em sẽ hiểu. Thích dạo này kỳ lắm. Quang ơi, nãy giờ Quang buồn hiu à. Quang vô tay quá trời mà không ai kêu Quang hết. Quang định nói gì với Dương phải không? À thế ạ. Ủa Quang quên luôn rồi hả? Em định nói là nếu mà cứ Dương bị Covid thì... Đã hết hỏi rồi. Thôi để người ta muốn nghe. Em sẽ mua thuốc và luôn luôn động viên cô ấy. Và dạ, sẽ luôn luôn ở cạnh mình ấy mỗi khi cô ấy cần. Và dành hết toàn bộ thời gian cho cô ấy. Dành hết mọi thời gian. Dạ vâng. Cho hỏi là ở cạnh bằng cách nào và dành hết mọi thời gian là như thế nào? Là... Tại vì... SOS. Ten. Oh no. Từ từ. Nào, nhảy số nào. Mọi người im lặng. Để cho Quang nói chuyện mọi người. Rồi, từ từ anh nào. Từ từ anh nào. Không, Quang, nếu mà em cảm thấy khó khăn em cứ kêu SOS. Không, em nói được ạ. Ok. Thì có nghĩa là khi cô ấy bị Covid thì cô ấy sẽ tâm lý rất là cô đơn và rất mỏng manh, yếu đuối và luôn luôn cần một người để bên cạnh, để quan tâm cô ấy, để cô ấy có thể quên đi những nỗi cô đơn đấy và bớt bị trầm cảm hơn. Yeah. Và bên cạnh đó, em sẽ mua thuốc và thức ăn, đồ thức ăn để cô ấy bổ sức khỏe. Và có những điều em nghĩ em phải làm với cô ấy. Dạ, cảm ơn em. Thật ra câu hỏi này đặt ra đâu có ép các bạn đến mua đồ cho mình để các bạn thành F1 đâu ha. Vấn đề là để xem các bạn ấy độ sốt sắng và sẵn sàng hiện diện bao nhiêu bằng thuốc thang, bằng sự quan tâm và video call thôi. Đó, một cô gái độc lập như Dương hỏi câu hỏi đó thật ra để xem là mọi người sẽ trả lời thế nào thôi. Còn bây giờ Trinh thì rất mong được biết là thật sự một cô gái mạnh mẽ, cá tính, độc lập như vậy, cô ấy đang để ý em trai nào ha? Xin mời hạ cánh nơi anh ạ. Sao trên sân khấu bữa nay có tới hai cô công chúa nha. Sao hồ khéo nhờ? Hồ khéo đâu, cái gì mình thiệt lòng được thì mình thiệt, Phú Thịnh à. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Ok. Tuần trước thì hoa hồng người hoa trắng, tuần này thì hai cô công chúa. Khoan. Đó, em né cái ghế đó ra. Cái ghế đó tẹn lắm, em né ra. Rồi, em bấm tiếp đi. Chị đâu có nói em đâu, xem nhìn chị dữ vậy. Tại vì chị xinh đẹp nên em nhìn. Vậy à? Ghế này nhiều người chọn lắm. Đó, em bấm đây nè. Vì chị có xinh đẹp qua đôi yêu kiều, xung quanh cậu trai ngon em. Vì chị có anh ở đây, xin mê đường này. Hết thuộc. Chỉ một lần thôi em nhé. Hả? Hãy chọn anh đi nào. No. Ủa, em chọn rồi hả? Em có chắc không? Kìa, chọn rồi kìa. Thật hả? Phú Thịnh đúng không? No. Đó là một quyết định rất là sốc.
Đấy, nhìn mắt đấy, chị đấy, nhìn mắt chị Trinh ấy, nhìn mắt chị Trinh ấy. Đó, soi. Ôi anh Quang. Thật sự thì dress code nó không có hợp với em. Dress code không có hợp lắm, nhưng mà chị nghĩ là chắc là cũng sẽ ổn thôi, vì tính cách bạn ấy khá là dễ thương. Dạ, quan trọng là tính cách thôi chị, dress code mình có thể thay mà. Đúng rồi. Cái áo ngoài có thể thay, nhưng mà bàn tay thì không phải ai mình cũng nắm được, đúng dạ, không? Dạ đúng. Mình chỉ cần người đó thôi. Wow, lạ quá. Chị lại nghĩ là một người khác cơ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bật mí xem là người mà Song Dương đã chọn là ai. Và hãy cùng đặt câu hỏi cho cô ấy nhiều hơn trong phần từ khóa nhé. Phim tỏ tình hàng Mỹ xin giới thiệu bộ phim Chị đến tìm em và nhân vật chính là Song Dương. Hàng phim. Không biết là Song Dương đã sẵn sàng cho chín từ khóa chưa? Dạ em sẵn sàng. Và chín từ khóa của cô ấy có bóng dáng của các bạn trong đó, và nhất là chàng trai được cho là người em rất là dễ thương, ấm áp mà cô ấy đã quan sát và để ý từ lâu. Liệu bạn có nhận ra chính mình trong từ khóa này hay không? Xin mời. No pain, no gain. Cứng. Giờ chín đủ từ nha. Chín người khỏi chăn. Từ nào đập vào mắt bạn đầu tiên? Nhu cầu cao. Cái gì vậy ô tiếp? Em. Em cái gì vậy ô tiếp? Em nói gì vậy? Pain, em no thấy pain. Từ nhu cầu cao. Đập cho mắt em liền luôn. Là em nhìn vô chính giữa hay là em thấy cái từ đó quen thuộc với em? Không biết, ý là đang thắc mắc là không biết là Dương có nhu cầu gì cao. À, chị cũng thắc mắc như vậy đó Dương à. Dạ thì em biết là cái từ khóa nhu cầu cao này thì các bạn nam sẽ nghĩ theo nghĩa đen nhiều lắm đúng không ạ? Ủa đâu có đâu. Không. Hả? Anh không nghĩ nghĩa đen. Có ai nghĩ luôn. Không có ai nghĩ gì đâu. Không có đâu. Trời ơi. Vậy thôi thì em sẽ giải thích nha. Tại vì nhu cầu cao của em đang nói ở đây là về mặt tình cảm. À đúng rồi, em cũng tính nói cái đấy. Nói chung là khi mà yêu á thì em đòi hỏi nhu cầu khá cao về mặt vật chất lẫn tinh thần trong tình yêu. Vật chất luôn hả? Dạ, có vật nghĩa là tặng quà hay sao? Có thể là có rất là nhiều người giàu có tán tỉnh mình, họ có tiền rồi nhưng mà mình phải có tình cảm thì mình mới có thể đến với họ được. Còn nếu như mà mình không có tình cảm thì mình vẫn không đến với họ được. Dạ. Yeah. Còn nếu như mà mình có tình cảm với một người mà điều kiện kinh tế của họ không cao thì mình buộc nhu cầu về tinh thần của họ phải tăng gấp đôi người khác. Có nghĩa là họ phải yêu thương mình hơn, cưng chiều mình hơn. Hợp lý. Và chăm sóc quan tâm mình hơn. Có tiền phải có tình thì mới được. Là phải có tầm, phải có tâm, không có tẻn tẻn. Dạ đúng rồi đó. Đúng là cao thiệt. Ai tẻn? Có ai ô sơ ô tiết bị ho vậy em? Ho đúng lúc vậy. Là em thiếu cái gì trong đó? Thiếu nhu cầu. Không, tẻn thấy em tẻn lắm. À Dương, em nhìn ô tiết mà em cười như vậy là xong rồi. Người ta biết luôn phải không? Thôi em đừng lừa tệ. Đừng lừa em nữa. Em tin đúng không? Em tin đó. Rồi còn cái từ khóa tiếp theo là gì mọi người? Mời Soho. Thật ra sau cái từ nhu cầu cao đó thì em thấy một cái từ đang đập vào mắt em. Em biết từ nào này? Em thấy nó khá là cứng. Biết ngay mà. Đấy, em biết từ đấy. Mấy em hỏi gì vậy? Cứng. Cái gì cứng nhở? Cái gì cứng? Là cái giới tính cứng cáp đúng không? Dạ thì cái từ cứng ở đây là như mọi người nhìn thấy cái style của em rất là công chúa và bánh bèo đúng không? Nhưng mà cái tính cách bên trong của em thì rất là mạnh mẽ và cứng cáp. À. Nói chung là em thích ai thì em vẫn có thể tự chủ động với người đó. Và em có thể làm chủ được mọi thứ trong mối quan hệ của mình. Wow. Nếu mà nói về cứng, chị nghĩ là vững đúng không? Dạ. Giống như kiểu là bình tâm và ví dụ như là mọi cái sóng gió ở trên phim trường này không làm bạn ấy nao núng. Thì mà xét về cái tư cách này á, mình có thể loại Phú Thịnh ra đầu tiên.
Tại sao vậy? Vì bạn ấy giống như là đứng ngồi không yên, và Otis cũng vậy. Otis là hay chồm lên chồm xuống như là đang chèo thuyền trên sóng biển vậy đó. Chứ mỗi lần mà Dương xuất hiện là Otis ngồi ra thế này. Nãy giờ để ý chỉ có một số bạn ngồi rất vững, rất cứng thôi. Có thể kể tên nè, Minh Hưng nè. Đúng anh Quang ngồi dính ghế luôn, thấy không? Để thấy đức ứng cho ngồi như là một bậc quân vương mang trong phim hình hài đất nước gì đó. Và... Ủa sao tiện nước anh em mình vậy? Vương Đông ngồi cũng vững nè. Thấy Hải Đăng không có nói gì đâu. Dạ. Cái đó gọi là bực cái gì vậy? Dạ không, em ho. Đó, thấy không? Mềm quá. Em đang buồn rồi, tại sao? Cái sức đề kháng em phải cứng. Thôi em cứng lắm. Đừng cô cứng quá, không cứng lắm chị. Đúng rồi. Anh khoe con chuột của anh đi. Cứng không? Mà Dương ơi, Phú Thịnh với Otis ho nãy giờ, nếu mà em thích một người mà người đó không có ổn lắm á, về sức khỏe hoặc là về tinh thần, cứ mềm mềm như thế thì em nghĩ sao? Cứ mềm sao? Không, đối với em cái đó không phải là mềm đâu chị, mà là một sự tinh nghịch đáng yêu. Vậy là cũng được xếp vào cứng không? Dạ có. Hay quá. Hai bé dễ thương nè, tinh nghịch đáng yêu. Ê Otis nãy giờ cười không nha? Cái người ta. Sao Thịnh, em hỏi gì? Dạ em muốn hỏi từ khóa à. Hỏi đi em. Dạ em muốn hỏi là từ Song Dương Airlines là sao ạ? Thì như hồi nãy Dương nói đó, là Dương đến đây là Dương muốn tìm một bạn nam nhỏ tuổi hơn mình. Thì tại vì thật sự là hồi trước giờ Dương quen toàn là những bạn bằng tuổi hoặc là lớn tuổi hơn không à. Dương chưa có một mối tình nào nhỏ tuổi hơn hết á. Tại vì Dương nghĩ là khi mà quen một người đàn ông trưởng thành thì họ sẽ đủ sự bao dung và trải nghiệm để có thể bao dung cho cái sự trẻ con và cái tính công chúa của mình. Nhưng mà sau đó thì sau nhiều đổ vỡ thì Dương cảm thấy là tuổi tác không quan trọng nữa. Tại vì kết quả nó cũng không đi tới đâu hết. Nên là hôm nay là Dương đến với chương trình thì Dương muốn tìm một bạn nam nhỏ tuổi hơn mình. Tại vì Dương muốn thay đổi một tí cho cuộc sống nó nhiều màu sắc hơn, cho nó thú vị hơn và cho nó thanh xuân hơn. Điều đó thú vị mà. Không, tại vì chồng của chị cũng là một bạn nhỏ hơn á. Dạ. Nên chị thấy là điều đó rất là thú vị đúng không chị? Chỉ là cái chỗ mà em đựng cái đồ make up á, sau này sẽ là cái chỗ đựng giày. Mà cái chỗ đựng giày của bạn thì cao gấp 8 lần cái chỗ đựng đồ make up của em, thì em phải chấp nhận và bao dung cho những cái điều đó nữa. Dạ không, cái đó em bao dung. Ok. Bây giờ chị muốn hỏi thử Đức Anh nè. Dạ. Đức Anh nãy giờ cũng khá là kín tiếng á. Em có bao giờ có cơ hội hẹn hò với các chị lớn hơn chưa? Hoặc là có một vài dịp được nói chuyện hoặc là cũng có tình cảm rung động với những người lớn tuổi hơn mình? Thật ra thì chia sẻ một chút là... Là có phải không? Là có đúng không? Chia sẻ thật lòng nhá, không để bị bóc phốt đấy. Chia sẻ thật lòng nhá, đừng để mình phải đọc tên ra nhá đưa anh nhá. Đúng rồi, không phải bóc phốt đấy. Trước giờ thì chỉ có đúng một mối tình là em quen người nhỏ thôi. Còn lại là lớn hơn em hết. Vậy là chỉ có một mối tình nhỏ hơn, còn lại các chị lớn hơn hết. Dạ. Lớn hơn bao nhiêu tuổi là cao nhất? Ít nhất là 2 tuổi, nhiều nhất là 4 tuổi. Dữ dằn. 2 đến 4 tuổi cũng gần với số tuổi của Dương. Dạ. Nhưng tại sao em lại dành nhiều thời gian cho các chị lớn tuổi nhiều hơn là mối quan hệ nhỏ tuổi? Cái này quan điểm cá nhân của em thôi nha. Em cảm thấy những người lớn hơn em ấy thì họ sẽ kiểu mọi thứ nó đơn giản hơn ấy. Nó không bị mệt mỏi giống như là em quen những bạn nhỏ hơn. Em hiểu ý Đức Anh nói. Anh nói đi. Sao em thử diễn giải xem. Anh em có cần SOS không? Hay là em... Không, anh thử nói đi em xem có đúng không đã. Có nghĩa là thế này. Thế này. Tại vì em thật ra em cũng có kinh nghiệm trong cái chuyện này. Vâng. Ôi. Em cũng thích mang những người lớn đúng không em? Chắc em hay tất cả mọi người ở đây đều cũng vậy. Thì sẽ có bây giờ cái khoảng thời gian mình sẽ dành cho công việc và sự nghiệp nhiều hơn. Thì đôi khi mình quen những bạn nhỏ tuổi hơn á, thì em không nói mấy bạn đó sai hay là như thế nào hết. Thì mấy bạn nhỏ tuổi hơn thì lúc nào cũng có một cái sự nhõng nhẽo, rồi nũng nịu, rồi thế này thế kia. Thì đôi khi là tụi em không thể nào dành nhiều thời gian để cưng, để chiều, để này để kia được. Thì quen những người lớn tuổi hơn á, thì đương nhiên người ta sẽ bớt đi những cái nhõng nhẽo và nũng nịu. Người ta sẽ thực tế hơn và người ta sẽ biết cái thời điểm này là bạn mình đang cần gì và đang muốn làm gì. Thì người ta sẽ thông cảm và dễ hiểu hơn.
cho cái thời điểm hiện tại của Tố Phương. Đúng. Phải không Đức Anh? Dạ, em bổ sung thêm một chút. Như anh nói là cái sự đấy nó không hề sai, và nó là một yếu tố bắt buộc phải trải qua giữa cái lứa tuổi đấy, cho nên là mình không thể trách được họ. Nhưng mà thay vì phải như thế thì em lựa chọn một cái là mình nhảy hẳn qua. Nó không sai, chỉ đơn giản là nó không phù hợp ở thời điểm hiện tại thôi. Phù hợp nên là em nhảy đi tìm cái phù hợp hơn thôi. Dạ. Có nghĩa là các bạn gặp nhau chỉ có giai đoạn mà nhu cầu của mỗi người khác nhau. Dạ, đúng không? Rồi. Ok. Rồi, đó là vấn đề của Song Dương Airlines. Nhưng mà Song Dương Airlines ơi, Song Dương Airlines tính ra là hãng này mới khai trương thôi. Hồi nãy Trinh ngồi trên hỏi mới biết được là cô ấy chưa bao giờ thích một người nhỏ tuổi hơn. Đây là lần đầu tiên cô ấy mới mở lòng với một người kém tuổi hơn mình. Nhưng mà cho em bổ sung nữa nha, tại vì em muốn quen một bạn nhỏ tuổi hơn nhưng mà bạn vẫn phải là cả một thế giới cho em nha. Có nghĩa là ví dụ đi, mình làm nghệ thuật chung với nhau đúng không, thì mình có thể thông cảm được cho nhau những cái lúc mà công việc của mình không thể nào sắp xếp được. Đúng rồi chắc đó, chắn thì đôi khi những cái bạn nhỏ tuổi hơn á thì miệng này có thể nói em thông cảm cho anh, nhưng mà thật ra vẫn giận vẫn lẫy. Thì những bạn lớn tuổi hơn, ví dụ như Dương đi, thì Dương sẽ hiểu công việc của người ta đang vậy, người ta không thể nào người ta bỏ, người ta trường quay hay bỏ công việc của người ta mà chạy đến bên mình ngay cái thời điểm bây giờ được. Dương sẽ thông cảm được cho vấn đề đó, nhưng bạn nhỏ hơn thì không. Đúng rồi, nó là như vậy. Nhưng mà đúng rồi, tại vì với Dương cả thế giới, không phải là khi mà xảy ra bão táp phong ba bạn đứng trước mặt để che chắn cho Dương, nhưng mà Dương cần bạn đứng phía sau làm một chỗ dựa cho Dương tưởng. Đúng rồi, có nghĩa là có thời gian thì thời gian đó sẽ dành cho Dương. Đúng rồi, Dương cũng cần cái chỗ dựa này, đâu cần phải là tài chính hay là vật chất hay là đúng tinh rồi. Thần quá nhiều, mà chủ yếu mình cảm thấy yên tâm, an mình tâm té và ngã mình sẽ không lòng. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ, giống như hôm bữa Trinh có hỏi các bạn là những cái từ khóa nào các bạn ưu tiên nhất trong tình yêu á, thì đa số các bạn đều trả lời là chân thành hoặc là tin tưởng. Thì Trinh nghĩ là Dương cũng rất là cần cả đúng hai rồi, điều chính đó xác, chính xác. Dạ, nó có nằm trong những cái từ khóa sau của em. Vậy đã từng có ai làm cho Dương không tin tưởng hay không, chỉ vì một hành động kém tinh tế hoặc là một cái lúc mà mình cần mà người ta không hiện diện? Nói chung là cũng có làm cho mình cảm thấy không an lòng. Một cái ví dụ nào cụ thể hay không? Một cái tình huống đó nó khiến cho mọi người có thể cùng nhau suy nghĩ lại, à thì ra tưởng là nó đơn giản, tưởng là nó bình thường, nhưng mà đối với phụ nữ điều đó lại quan trọng đến như vậy. Đơn giản là nằm ở cách ứng xử thôi. Thí dụ như là một bạn nam tinh tế thì họ sẽ đủ cách cư xử với mọi người làm sao để cho mình cảm thấy an lòng, dù là ở trong tầm mắt của mình hay là ngoài tầm mắt của mình cũng cảm thấy an tâm hơn. Khi mà mình ở cạnh bạn hay là không ở cạnh bạn, mình cũng cảm thấy an lòng về bạn. Vậy là đến cái nước mà mình giận dỗi, mình răng đe, mình cảnh cáo, mình kiểm tra điện thoại thì coi như là gần hết rồi đúng không? Không, mà em cũng không có thích kiểm tra điện thoại của đối phương đâu, trừ khi bạn tự đưa thì em sẽ xem thôi. Như Phú Thịnh là có 2-3 cái điện thoại lận. Phú Thịnh có 2 cái điện thoại luôn. Em có mỗi một cái thôi. Sao Tiết biết hay vậy? Này em thấy em hỏi là sao anh có 2 điện thoại vậy? Anh mới nói rằng là anh cái này anh hay cầm đi ngoài đường, anh sợ mất cho nên là đó. Dạ, em có 2 cái điện thoại thật. Một cái điện thoại là cho công việc, ví dụ như mình chụp ảnh, mình quay clip đồ. Còn em có một cái rất là, nó rất là cũ, nhưng mà cái điện thoại này là điện thoại mẹ em tặng em. Với lại là em, cái tính em hay quên, cho nên là em hay quên này quên kia. Ví dụ là lỡ có mất thì em không tiếc lắm. À, đó. Cảm ơn Dương vì đã làm rõ những quan điểm này. Còn bây giờ đến với từ khóa tiếp theo đi Đức Anh. Hồi nãy em thắc mắc cái từ khóa là màu hồng ạ. Màu hồng, ý em muốn hỏi điều gì ở từ khóa này? Không ạ, tại vì cái avatar em màu hồng thôi. À không, tại Dương thích màu hồng nha. Đúng rồi. Đó, em cũng hơi đây là em đấy. Em đang hỏi thế thôi chứ em không có nói là chị sẽ tỏ tình em, anh hiểu không? À. Biết đâu được. Biết đâu được. Thế thì cũng hơi tại liên quan gì. Tự nhiên nó liên quan trong đầu em thôi. Biết đâu. Ý là nó có một sự trùng hợp đó, em không hiểu hả? Em không hiểu á, biết hay. Ý là tại Dương thích màu hồng mà avatar em màu hồng. Xin lỗi anh nha. Nhưng mà cậu có thích màu hồng không? Tôi cũng hơi liên quan thôi chứ chưa hẳn liên quan. Không, nó chỉ cần một cái cú nảy thôi gọi. Chỉ cần nảy cái thôi là đi thôi. Thôi, đoán già đoán non làm gì, nhiều khi màu hồng là cái màu tóc của Hải Đăng Đu thì sao? What? Đâu đó nó màu đỏ mà. Màu đỏ chị ạ. Nhưng mà phai dần dần á thì nó thành màu hồng. Màu đỏ á. Nhưng mà hôm nay gọi là màu hồng được chị ạ. Vậy là phải chờ đến khúc phai đấy mới được. Hôm nay tóc em màu hồng. Nhưng mà màu hồng ở đây là gì ạ chị? Cuộc sống màu hồng hay là sao ạ? Thì màu hồng ở đây đúng với mọi người dự đoán là Dương là một người cực kỳ thích màu hồng. Nên là Dương cũng thích có một cuộc sống màu hồng và một tình yêu màu hồng. Cho nên là Dương cũng rất là yêu thích sự lãng mạn. Tình yêu màu nắng được không?
Đối với Dương thì khi mà quen nhau á thì những ngày lễ trong năm rất là quan trọng. Giống như là Dương thích những ngày lễ đó mình cùng nhau ăn uống nè, rồi trò chuyện hoặc là đi du lịch với nhau. Nói chung là phải tạo ra được một ý nghĩa gì đó trong cái ngày đó. Thì Dương không thích những bạn nam mà hay phớt lờ qua những cái ngày lễ như vậy, thì không phải là gu của Dương. Không phải cô ấy đòi hỏi, cũng không phải là cô ấy cố tình không thấy những cái màu đen, màu trắng, màu xám của cuộc sống. Nhưng là chủ yếu cuộc sống này ngắn ngủi, cô ấy muốn là hay nó sẽ nghĩa. Phủ một điều ngọt ngào, dạ, đúng rồi. Lấp lánh nhất. Có ai đây thích màu hồng không? Cứ mạnh dạn để mà thừa nhận thôi. Chị mà không nói thì hôm sau em nhuộm tóc màu hồng luôn. Thật á? Dạ nếu chị muốn, tại vì tóc em bây giờ nhuộm màu gì cũng lên à. Nhưng đấy. Mà em cũng thích màu hồng nữa, nhưng mà đấy, em sẽ để màu tóc này dành cho một người nào đấy đặc biệt. Em nói đó nha. Dạ vâng. Em nói lát nữa đi về là phải nhuộm liền màu hồng đó. Đổi màu, tí hồi đổi màu đó. Còn điều gì ở màu hồng khiến cho Dương cảm thấy thú vị như vậy? Nói chung là em thấy màu hồng là một cái màu sẽ luôn giúp cho mình có nhiều năng lượng và suy nghĩ tích cực hơn. Dương thì luôn là một người tích cực, dù bất cứ hoàn cảnh nào Dương vẫn luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Hãy đăng đu, em có phải là người như vậy không? Em đang định nhảy vào ấy chứ. Tại vì em cũng là một người tích cực. Lúc nào em cũng nhìn tất cả mọi vấn đề mà nó đến với em bằng một sự tích cực nhất có thể. Thì em thấy là em cũng là người thích màu hồng luôn. Ngày xưa hồi em cấp 2 là em suốt ngày mặc cái quần hồng ngắn này, em nhảy TikTok mà. Đấy. Cho nên là đối với em là em đồng cảm được cái sở thích màu hồng này của chị. Dạ. Từ khóa tiếp theo. Em muốn hỏi ạ. Dương ơi, anh muốn hỏi cái từ bỏ của em có nghĩa như nào? Từ bỏ một thói quen. Từ bỏ. Thì nói chung là nhắc đến cái từ khóa từ bỏ thì em cũng hơi chạnh lòng một tí. Tại vì thật sự với mọi người thì một khoảng thời gian gần đây em có trong một mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam. Thì em với bạn vô tình làm việc với nhau trong một dự án phim ngắn về ngôn tình. Thì em cái khoảng thời gian đó em tập luyện cho bạn rất là nhiều, nên là hai đứa vô tình lại nảy sinh một cái tình cảm với nhau. Nhưng mà không có ai ngỏ lời với ai trước hết, cho nên là kiểu như tụi em vẫn không phải là một mối quan hệ chính thức. Thì sau đó đến gần Tết thì bạn phải về quê thăm gia đình. Thì em với bạn không liên lạc với nhau suốt 2 tháng liền. Và bạn cũng rất là ít quan tâm đến em, cũng phớt lờ em rất là nhiều. Cũng nói chung là không, em thấy bạn không có chăm sóc em như lúc mà bạn ở bên cạnh em nữa. Thì hôm nay khi mà em đến với chương trình này thì em muốn nhắn với bạn một điều là em sẽ từ bỏ. Và em sẽ muốn tìm hiểu một mối quan hệ khác ở trên đây. Thì em biết là anh vẫn đang ngồi ở đó và vẫn nghe hết từng lời từng chữ của em nói, nên là em mong là anh sẽ đón nhận câu trả lời của em là từ bỏ. Dạ. Yeah. Cuối cùng thì hai bạn đã không giữ im lặng, mà bằng cách là anh đơn phương lên truyền hình và đúng nói rồi. Rằng là ok, we done, chúng ta đã kết thúc rồi. Em muốn em là người chủ động chứ em đã cho bạn cơ hội quá nhiều rồi. Trong 2 tháng qua em chờ đợi bạn rất là nhiều. Em chỉ chờ đợi sự quan tâm của bạn thôi nhưng mà em vẫn không nhận được. Thế nên em có nghĩ là lên chương trình truyền hình như thế này, trong lúc mà tới giây phút này mình mới từ bỏ bạn ấy, mà cái khoảng thời gian lặng đó đó nó vẫn là một sự mập mờ á, thì các chàng trai đây có phải là người thay thế không? Dạ không, em đã muốn từ bỏ thì em là một người rất là quyết đoán. Em đã từ bỏ rồi thì em sẽ bỏ và em muốn quyết định tìm hiểu một mối quan hệ mới. Chị tin điều đó trong ánh mắt của em. Cũng vì cái vấn đề này mà chị với Soho xích cạch mặt nhau mấy tuần trước nè. Cũng cãi nhau về cái chuyện là im lặng hay không im lặng, tử tế hay không tử tế. Mình nên từ bỏ một người một cách thầm lặng để cho người đó tự hiểu và rời đi để người đó hạnh phúc với người khác sau này. Dạ đúng. Hay là mình tan ác lên, mình dứt khoát là mình nói không là không là không. Thì cái điều nào khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn? Nói chung là em vẫn thích được nói chuyện rõ ràng với nhau hơn. Cái sự im lặng nó sẽ làm cho em cảm thấy đau hơn. Dạ. Thế đó Soho, không phải là chúng ta cãi nhau về việc là bạn nữ sau này có hạnh phúc hay không sau phần từ bỏ đó đâu. Vấn đề là người nam nên nắm cái quyền
để cho mọi chuyện nó dứt khoát như là chấm dứt hợp đồng hợp tác vậy đó. Thì Sô có nghĩ vậy không? Thật ra thì em thì đồng ý với cái quan điểm đó. Bản thân em từ trước đây cũng đã học ra được cái vấn đề đó, là mình phải quyết đoán trong cái việc là nếu muốn hay không bắt đầu một mối quan hệ. Em thấy thà mình nhẫn tâm một lần thay vì là mình cứ yên lặng như hoài, mình không có câu trả lời. Thì người phụ nữ họ, thanh xuân của họ không có chờ mình được. Con trai có thể bao lâu cũng chờ được, nhưng mà người phụ nữ thanh xuân họ ngắn lắm. Dạ yeah. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa mới do Phương Đông đặt câu hỏi nha. Chị cho em hỏi là không biết là cái từ diễn xuất thì nói về công việc và đam mê của chị, hay là đấy là nghề nghiệp của chàng phi công chị đang muốn tìm? Thì diễn xuất là nói về nghề nghiệp và đam mê chính của Dương. Thì Dương nói chung là rất là đam mê diễn xuất, và Dương vẫn muốn được cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cho nên là sau này nếu mà có người yêu thì Dương vẫn muốn người yêu của mình sẽ hiểu cho cái nghề nghiệp của mình và sẽ vẫn ủng hộ mình. Dạ yeah. Mà mình có một cái luật nho nhỏ là tụi mình lát nữa mình gọi là Dương và Tít chẳng hạn. Dương Dương và Tít Tít. Đừng có xưng Tít Tít nghe dễ thương ha, chứ đừng có xưng chị em ngồi đây nghe nhột nhột. Đúng rồi, nhưng mà cộng thêm vài tuổi ra đây ai cũng nhỏ. Sao Đông kêu dạ. Dương bằng chị á? Sao Đông kêu Dương bằng chị á? Đông Đông kêu Dương Dương đi. Đông Đông xin lỗi Dương Dương nhá. Đông Dương, trời vừa phát hiện. Trời Đông Dương. Ôi ui Đông Dương kìa. Đông Dương quá quá hợp. Đông Dương nghe tên Indochine quá ha. Đông Dương dạ. Nghe giàu có ghê. Nghe hợp mà mày đang nói tới đâu rồi nhở? Qua luôn. Oh no. Nói tới diễn xuất, ở đây vấn đề diễn xuất mới là có vấn đề nè. Sau này nếu như thí dụ Đông Đông quen Dương Dương đi, xong rồi á Dương Dương lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương hết, rồi một hôm á Đông Đông bảo với Dương Dương là có đôi khi em thắc mắc là những cái biểu cảm của em á và những giọt nước mắt của em nữa là do em diễn tốt hay là do em thật lòng với anh vậy, thì Dương có bị tổn thương không? Dạ, nói chung là câu hỏi này em cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà nói chung là mọi người vẫn phải nhìn thấy được lúc nào mình diễn và lúc nào tình cảm mình thật trao ra, chứ Dương nghĩ là Đông sẽ nhìn thấy được, tại vì Dương nhìn thấy sự tinh tế Đông. Đông có nghĩ như vậy không? Em đã bao giờ mà cảm giác rằng là mình không biết nên tin cái người này hay không vì người ấy diễn rất là tốt? Theo em nghĩ thì nếu mà ở cạnh nhau một thời gian ấy thì mình sẽ hiểu được đối phương và hiểu được khi nào mà đối phương đang diễn xuất với mình hoặc là đang thật lòng, thì em nghĩ là điều đó nó cũng không khó lắm. Ủa, có những người diễn tinh tế lắm, em làm sao mà nhận ra được? Thì em nghĩ là mình chỉ cần để ý một chút là được. Đúng rồi. Em nghĩ là Đông nói đúng á chị, tại vì mình chỉ cần tinh tế một tí thôi là mình sẽ nhận ra ngay à. Tại vì cảm xúc mà khó để mà diễn mà bạn không nhận ra được lắm. Dạ. Với lại diễn ở ngoài làm cái gì khi mình không được trả cát xê mà. Đúng rồi, chính xác. Ở trên sân khấu mình đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ về nhà phải diễn mà đâu có diễn cả đời được đúng không? Dạ, đúng. Cho diễn một hai lần thôi là được giải là ok rồi. Sao mà diễn với nhau cả đời được. Dạ đúng rồi. À, Đông có thích một người bạn gái là diễn viên hoặc là làm trong nghệ thuật không? Thực ra là đối với em thì em không có quan trọng là bạn gái mình làm nghề gì. Quan trọng là hai người có thể hiểu được nhau, hòa hợp với nhau và đến với nhau một cách rất là chân thành. Thế một từ khóa nó đi nào mọi người? Mình còn rất nhiều từ khóa. Em muốn hỏi Dương là từ dễ dãi. Có phải là Dương dễ dãi trong chuyện tình cảm hay là có dễ dãi trong cái mối quan hệ như thế nào không? Thì thật ra là dễ dãi là Dương rất là dễ dàng trong mọi việc, như là dễ ăn nè, dễ ngủ nè. Nhưng mà Dương lại rất là khó trong chuyện tình yêu. Nói chung là Dương cũng khó để yêu một người lắm. Mỗi ngày thì Dương làm việc thì Dương cũng giống như mấy bạn nha, Dương tiếp xúc với rất là nhiều người mới, nhưng mà để một người mà cho Dương có thật nhiều cảm xúc thì rất là khó. Dễ tính nhưng không dễ dãi. Dạ đúng rồi. Thịnh à, chị muốn hỏi một chút về vấn đề này được không? Dạ. Em có nghĩ là mình rung động với người này xong ngày mốt mình rung động với người kia, rồi mình hứa hẹn với người nọ vào tháng sau ấy là sự dễ dãi không? Sao chị hỏi em câu đấy? Tại vì chị thấy em là người có kinh nghiệm nhất nên chị muốn hỏi thôi. Em là người có cảm xúc khá là nhiều. Em không biết mọi người làm diễn viên như thế nào, nhưng mà với em thì em rất dễ kiểu có cảm xúc với bạn diễn của em. Nhưng rồi mà em có dứt được cảm xúc đó sau khi đóng phim không? Không, nhưng mà em rất biết control nó lại. Ví dụ một ngày đi quay đi, thì trong cái ngày quay đó thì em có thể không, trong khoảng này em không yêu ai nha. Thì em Vân Minh ạ. Lại nữa. Rồi, xong, quà tới.
Rồi tắt mic luôn, có nghĩa là em có thể làm cái gì mà bây giờ biên tập biết cái điều đó nhạy cảm nó tắt mic luôn. Rồi xin mời kỹ thuật sửa cho Phú Thịnh. Yeah, cứ mỗi khi nói xạo là mic lại tắt hay sao nhỉ? Chắc chắn là em sẽ không quen ai trong một cái ngày quay á. Với cái bạn diễn của em, em rất dễ có cảm xúc. Nhưng mà khi mà hết ngày quay em đi về á, thì em rất biết control nó lại. Em biết cái này chỉ là mình ở trên cái cảm xúc đó, chỉ là mình ở trên phim thôi. Còn ở ngoài á, thì em vẫn là em và em rất biết giữ cảm xúc của em. Em không để cảm xúc của em và em cũng không có hứa hẹn với vẫn đâu. À, phim thật tình giả. Đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ trên phim Trường làm thật luôn đúng không? Dạ trên... Là yêu thật luôn. Chị gài em. em xin trả lời vậy rồi. Không sao, nhập tâm lấy là tốt anh ạ. Hơi lắc một xíu. Nhưng mà vẫn tỉnh táo đùa vậy thôi, chứ bạn Thịnh này rất là dễ có cảm xúc nhưng luôn có trách nhiệm nha. Dạ. Dạ, nhưng mà tiếp người này nguy hiểm lắm. May quá bạn ấy không có chọn Thịnh đâu. Buồn thật. Và từ khóa tiếp theo nào? No pain no gain. Các bạn muốn hỏi gì về từ khóa này? Em muốn hỏi cái nghĩa của cái từ đấy ạ. Em nói rồi, ở đây không có ai biết. Là không nỗi đau, không đau khổ, không thành công. Không đau, không nhận lại được á. Không, thật sự nó là không vấp ngã, không thành công. Khổ trước sướng sau. Thế mới giàu. Thế mới giàu, đúng không ta? kiểu như vậy á, dịch thoáng là như vậy. Hiểu như nào cũng được mà. Đúng rồi, nó cũng có thể là vậy. Tại vì thật ra là Dương cũng đã từng vấp ngã hai lần trong sự nghiệp của mình rồi. Một lần là Dương làm sản xuất về kênh YouTube dành cho trẻ em. Thì lúc đó Dương cũng mới bước chân vào nghệ thuật thôi. Thì kênh cũng phát triển khá là tốt, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó không thuận lợi nữa. Thì Dương cũng có một khoảng thời gian đó Dương bị rơi vào khủng hoảng về kinh tế. Thì sau đó Dương có mở thêm một shop thời trang nữa. Thì Dương cũng mở nguyên một cái shop màu hồng, xong rồi kinh doanh toàn đồ màu hồng không ạ. Tại vì cuộc sống trước giờ của Dương cũng toàn màu hồng á. Nên là xong rồi, khi mà nó thất bại thì Dương cảm thấy nó không còn. Nó thành màu đen đúng không? Chuyển sang bán đồ đen, hết hồng rồi. Nó không còn màu hồng nữa. Thì thật sự lúc đó là không có ai bên cạnh để vực Dương dậy được hết á. Nhưng mà cái thứ mà để vực Dương dậy được đó chính là nghệ thuật. Lúc đó thì Dương bỏ hết, Dương chỉ tập trung vào lĩnh vực diễn viên thôi. Thì chính cái niềm đam mê diễn xuất của mình đã giúp cho Dương có được cái vị trí ngày hôm nay, là được nhiều khán giả biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim của mình tham gia. Vậy là em với Dương giống nhau. Tại vì trước khi em quay trở lại nghệ thuật thì em cũng kinh doanh quần áo và em cũng thất bại. Và sau đó thì đúng là nghệ thuật là đem lại cho em cảm hứng, cảm xúc và cũng giống như là động lực rất lớn để cho em có thể đứng dậy. Dạ. Chứ thật ra lúc đó là em cảm thấy cả một bầu trời u tối trước mặt em. Mà em rất cảm ơn mọi người, rất cảm ơn tổ đã cho em cơ hội được quay trở lại nghề. Dạ. Nhưng mà nói về điểm chung á, chị thấy Phương Đông có nhiều điểm chung với Dương hơn á nha. Dạ không, em thì bạn ấy vẫn đang kinh doanh shop thời trang với một chuỗi cửa hàng quần áo trên khắp đất nước. Và bạn ấy cũng là một người đang tham gia nghệ thuật, là DJ nữa. Phải không Thịnh? Dạ. Dạ. Cảm ơn em đã đặt mình vào vị trí này. Đang nói gì vậy ta? Dạ. Không sao, không nghe không có lợi, không nghe không có lợi. Từ khóa cuối cùng. Từ phớt lờ nữa. À còn từ phớt lờ. Thôi chị Trinh hỏi luôn đi. Từ phớt lờ có nghĩa là gì? Phớt lờ có nghĩa là khi mà em tập trung vào một đối tượng nào rồi thì em sẽ phớt lờ hết tất cả các bạn còn lại. Kiểu như là em có người yêu rồi thì em sẽ phớt lờ hết mọi tin nhắn tán tỉnh hay là hẹn hò của bất kỳ một người đàn ông nào để em tạo được sự an toàn cho người yêu. Dạ. Giống như là cái hình mình tập trung focus cái điểm này mấy cái kia nó mờ đi đúng không? Dạ đúng rồi, giống như là hồi nãy giờ trong chính bạn thì em cũng có lắng nghe mấy bạn nói, nhưng mà hầu hết là em cũng phớt lờ hết rồi, em chỉ tập trung nhiều nhất vào một người thôi. À, hồi nãy giờ anh Thịnh nói nhiều nhất luôn rồi, hiểu luôn. Phớt lờ rồi, bị phớt lờ rồi đó. Phớt lờ anh Thịnh luôn. Đâu, lắng nghe nhiều nhất. Thế rồi, những phớt lời nói của mình thành dư thừa rồi. Thú vị quá. Và để cho chúng ta chắc chắn hơn về cô gái này thì chị nghĩ là trò chuyện thôi á vẫn chưa đủ. Bản thân Trinh ngồi kế song Dương thấy rất là thoải mái vì cô ấy có cái sự chín chắn của một người trưởng thành, nhưng có sự hồn nhiên và yêu đời của một cô gái rất là trẻ, thanh xuân cỡ 18 tuổi thôi. Bạn ấy giống như là song Dương là hai cây dương hả em? Dạ, hai ánh mặt trời. Hai ánh mặt trời luôn song hành với nhau. Và để hiểu thêm về song Dương và người đặc biệt mà cô ấy muốn trò chuyện
Đây sẽ là thời gian dành cho Song Dương, 10 phút dành cho bạn để chọn một trong 9 chàng trai này. Không nhất thiết là chàng trai mà mình đã chọn. Mình chỉ cần tìm một chàng trai để chúng ta có thể trò chuyện kết nối với nhau xa hơn. Và biết đâu mình có thể thay đổi sự lựa chọn của mình. Dạ. Thì như hồi nãy Dương có chia sẻ là hôm nay Dương đến với chương trình thì Dương muốn tìm gu là bạn trai nhỏ tuổi hơn mình. Thì ở đây hồi nãy Dương hỏi là bạn nam nào nhỏ tuổi hơn Dương thì hình như là hết 9 bạn hả? Không, anh thường quan ra. Không, không có. Em mới 18 tuổi ngày hôm qua. Nên là bây giờ thì Dương chắc là Dương sẽ mời một bạn lên đây để trò chuyện, trò chuyện và tư vấn một tí ha. Mình có gọi là thời gian đặc biệt. Dạ. Thì lát nữa Dương sẽ có cả một tiếng đồng hồ với người mà Dương chọn. Dạ. Mình theo Trinh thì Dương nên trò chuyện và lắng nghe tư vấn, có thể là một người khác. Dạ. Thì Dương muốn mời lên đây để trò chuyện và tư vấn với Phương Đông. Xin mời Phương Đông ạ. Ơi. Một gentleman thực thụ là hy vọng với sự trầm tính của Phương Đông sẽ có thật nhiều những lời khuyên hoặc những chia sẻ thú vị cùng với Dương trong 10 phút nha. Xin phép. Nói gì nữa? Chào ta cái đi. Chào cái đi bắt tay cái. Trời ơi, cảm ơn. Chị ăn cơm chưa? Chị ăn cơm chưa? Vừa chào rồi. Không được gọi bằng chị nhá, không được gọi bằng chị. Không biết là Dương bây giờ thực sự Dương đang muốn tư vấn về điều gì nhỉ? Thì nói chung là Dương chỉ muốn hỏi Đông là suy nghĩ như thế nào nếu như mà được một bạn nữ lớn tuổi hơn muốn tìm hiểu mình. Thực ra thì đối với Đông trước giờ cái chuyện tuổi tác nó cũng không phải là một cái vấn đề gì nó quá tát. Kể cả là bạn nữ có hơn tuổi hay kém tuổi hay bằng tuổi đi nữa thì Đông cũng rất welcome để có thể tìm hiểu, để có thể nói chuyện và cởi mở thêm, tìm hiểu cho thêm. Vậy thì như hồi nãy giờ thì Đông cũng hiểu được một phần nào tính cách của Dương rồi, thì theo Đông thì Dương sẽ phù hợp với gu của bạn nam nào nhất ở trên này? Theo như Đông thấy thì có vẻ Dương đang tìm một người bạn trai có tính cách hài hước, có thể làm cho Dương cười nhiều. Dương cũng là một người mạnh mẽ rồi, thế nhưng mà Đông nghĩ là một con trai cứng cáp mạnh mẽ thì cũng có thể che chở Dương nhiều hơn. Thì ở đây Đông thấy có hai người rất là phù hợp. Một là anh Soho. Hai là anh Phú Thịnh. Vậy sao Đông không tiến cử Đông? Trời, có nào vậy không ta? Vô cái tật rồi. Để coi trả lời sao. Để tôi coi thầy sao. Tí hồi người ta tỏ tình thiệt đó. Để coi trả lời sao. Lúc khớp sao cậu? Cái thế thầy ngồi là giống bất động sản hơn là do anh là tư vấn tình cảm đó. Mọi người im lặng để nghe Đông trả lời nè. SOS. Ồ gì hả? SOS hả? Không sao anh ơi, anh cứ thêm vào một sự lựa chọn mà. Ừ, thoải mái thôi. Thôi được rồi, Đông sẽ tự tiến cử mình thêm là một option. Thì thật sự hôm nay Dương đến với chương trình này là vì Dương bị thu hút bởi một chàng trai. Thì nói chung là sự thu hút đó cũng đủ lớn để Dương quyết định tham gia chương trình. Tất nhiên là tất cả những bạn nữ mà tham gia chương trình này thì đều trên cái tinh thần là sẽ bị từ chối. Nhưng mà riêng Dương thì Dương tham gia chương trình thì Dương muốn có cơ hội để tìm hiểu chàng trai của mình và tạo cho mình một cơ hội để tìm được một tình yêu hoàn mỹ hơn. Nói chung là Dương sẽ trao cho Đông một cái tấm vé Song Dương Airline này. Wow. Và Dương cũng đã ngỏ lời trước rồi. Nếu như mà Đông cảm thấy chuyến bay này an toàn và tiềm năng thì một lát nữa Đông hãy bấm nút quay lại. Chào.
cho cơ hội luôn. Chuẩn bị được đi bay rồi. Là tỏ tình luôn rồi hả? Ủa là đi bay là sao? Không có tạo cơ hội chứ, nghĩa là đây là một cái vé mà mở, tức nghĩa là có thể bấm để lên nếu mà muốn tấn công đi chơi. Tôi hiểu được, ý là tôi hiểu khái niệm này được. Dương đây là coi là một lời tỏ tình à? Ủa Đông. Dạ. Em đang cảm gì đó? Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Em đang bàng hoàng quá chị ạ. Ở đây chỉ có một tấm vé thôi kìa, có in tên sẵn em luôn rồi đó, nghi lắm nha. Có thể là bạn ấy đến tỏ tình với mình đó. Em nghĩ sao vì lời mời thú vị này? Đến bây giờ em vẫn đang rất là bỡ ngỡ, bởi vì hơi bất ngờ một chút. Em không nghĩ là Dương lại mở lời nhanh như vậy. Hay là em không biết là còn tấm vé khác đúng không nhỉ? Tấm vé nữa. Ta còn người sắp vé ngoài sau á chú. Cầm tấm vé trên tay. Em đừng để sốc và bất ngờ như Otis ngày nào nhé. Dạ. Bởi vì chương trình lúc nào cũng có những cái điều bất ngờ. Đúng rồi anh ơi, tỉnh táo lên. Vỗ vô đầu cái. Quan trọng là mọi người á, 8 cái máy quay đang bắt về em đó. Nói chung là Đông cứ nghe theo con tim của mình đi. Nếu như mà cảm thấy có cảm xúc thì có thể bấm nút quay lại. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì quá sớm Dương ạ. Điều quan trọng nhất á là xin giới thiệu. Bạn đã chọn một người để trao cái vé đầu tiên này á, mà người ấy đã từng có kinh nghiệm đi bay nhiều năm rồi. Đi bay nhiều năm á. Trong cái hành trình đi bay của em á, bạn ấy đã từng lái một chiếc máy bay Boeing. Mà trên bạn ấy 5 tuổi phải không? Vâng, trước đây em cũng có từng quen một người. Dạ. Quen em lớn hơn em 5 tuổi. Dạ. Vậy thì em cũng cảm thấy là điều này không có bỡ ngỡ gì cả. Thế thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà sẽ thật là bất công, bởi vì chúng ta chỉ mới trò chuyện với một người thôi, mà chúng ta vẫn còn 8 tấm vé còn lại. Hay là mình tổ chức một trò chơi nho nhỏ đi. Dạ. Bây giờ để có thể có nhiều cơ hội hơn để phát triển tấm vé còn lại cho các chàng trai tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chơi. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.